Xin chào các bác. Tiếp tục ở video này thì mình giới thiệu và test chiếc âm ly Acouphase Pro 3 nhé mọi người. Máy mới lắm. Con này thì ngoài việc mà đảm bảo cái phần công suất là khỏe, phối ghép được những cái dòng loa lớn thì chất lượng âm thanh của dòng Acouphase Pro 3 này rất là hay. Các bác có rề đèn hoặc rề bán dẫn chúng ta ghép thêm vào thì chơi rất là tuyệt vời, hoặc là đánh thẳng luôn cũng được. Đối tác của những dòng loa lớn JBL và những dòng loa bass 30 40. Máy thì về trong tình trạng là gần như là xuất sắc nha các bác. Toàn bộ mặt là tiền phía trước đều là phay nhôm nhé, có những cánh tản nhiệt nhôm này rất là đẹp. Volume thì chỉnh độc lập từng kênh, có đèn báo tia này. Ngoài ra thì các bác có thể vừa nghe nhạc vừa karaoke, chúng ta ghép thêm vang vào chơi được những cái bác mà mình đang cần những cái âm ly mình đánh với dòng Bose 601 Serie 3 đấy. Chiếc này thổi thoải mái luôn, tiếng rất là hay. Dòng Pro 3 thì quá đẳng cấp rồi, máy đẹp xuất sắc. Do cái dòng này là dòng chuyên nghiệp với các bác, nó sẽ không riêng cái dòng Pro 3 này này, nó không có quạt, tiếng nó sẽ không có bị ồn nhá. Đó. Linh kiện bên trong máy này, trái tim ở giữa là một cái biến áp nguồn xuyến rất là lớn này. Đấy, một dàn sò chạy ở hai bên, tổng cộng 16 con lớn, 12 con nhỏ, có thể đổi nguồn điện 220 được. Đấy, công suất là 550W nhé. Chiếc Pro 3 này thì hiện tại mình đang có mức giá chỉ 19 triệu 500, giao lưu với các bác một chiếc đẹp và xuất sắc từ thị trường siêu thị Nhật về. Bác nào có nhu cầu chơi thì alo em. Bây giờ thì em sẽ test ra một đoạn nhạc nhé. Always will be, and it always will.